Alo. Hả? Cô nói sao? Con của tôi hai lần nó đã chết. Mà nó đã chết ở đâu vậy cô? Trời, sân ga của Sài Gòn. Ok được rồi, để tôi lại đó nha cô. Bà mẹ, hai lần về sau gần, hai thằng con ngỗ nghịch của tao đây mà. Tụi mày đã làm gì hả? Trời ơi, cái chuyện trời đánh thánh đâm nó phải không mày? Mày đừng có chết, hai thằng máu đời. Tỉnh dậy nghe tao hỏi nè mày. Bà mẹ, người ta giết mày, người ta để lại cái tờ giấy đây nữa nè mày. Mày coi mày đọc đi, thằng khốn nạn. Để coi nó đọc cái gì. Việc ra gần, tao sẽ cho mày biết tay. Trời ơi, người ta để lên tờ giấy như vậy. Con tôi mà. Chuyện với người ta để cho mà người ta đã đưa đến với cái chết của tôi. Mày hai đứa bay đúng là mất dạy và đeo có nghe lời. Đã bỏ công ra nuôi mày ăn học mà bà mẹ mày đâu có học, mày chỉ có ăn. Mày hay làm hùm làm hổ lên internet, tao nói mãi mà mày đâu có nghe. Hát sướng làm cái con mẹ gì à? Hát thì dở mà mày đã thua đòi. Người ta đi rap đi hát rất là sành điệu, còn con tôi hát mãi chẳng có ai thèm. Tôi nói với quỷ gì nghe nha, con tôi á rất là biến thái và giống như thằng khùng. Bà mẹ nó trai cũng ra trai, lai cũng ra rai. Quên tôi lôi lộn gai. Bây giờ đã có thấy không, cái chết của mày là do mày chết lấy. Bây giờ tao không bao giờ nhận mày là một thằng con. Hahahaha.
I'm wanting to do that.